Từ đầu tháng 4 đến nay, tỉnh Hưng Yên ghi nhận trên 200 ca mắc COVID-19 được sàng lọc tại các cơ sở y tế, trong đó riêng trong ngày hôm nay, 18 tháng 4 có 73 ca. Việc các ca mắc COVID-19 gia tăng sát thời điểm nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 và lễ giỗ tổ Hùng Vương có thể khiến cho công tác kiểm soát dịch trở nên khó khăn hơn nếu người dân không tuân thủ tốt các biện pháp phòng chống dịch. Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên hiện đang điều trị cho 15 bệnh nhân COVID-19. Hầu hết là người cao tuổi, nhiều trường hợp trong số đó vào khám bệnh lý khác và được xét nghiệm cho kết quả mắc COVID-19. Ngoài ra cũng có trường hợp bệnh nhân tự xét nghiệm sàng lọc, sau mấy ngày cách ly tại nhà, bệnh tiến triển nặng hơn nên đã nhập viện. Mặc dù hiện nay số ca mắc COVID-19 nặng không nhiều, tuy nhiên một vấn đề đáng lo ngại là dịch COVID-19 đang có tình trạng phát tán trong cộng đồng. Đặc biệt người dân nhầm lẫn với các triệu chứng của bệnh cúm mùa nên không đi khám, không cách ly, khiến công tác kiểm soát dịch trở nên khó khăn hơn. Đây là nguy cơ lây nhiễm cao trong cộng đồng, nhất là sau một thời gian tiêm vaccine miễn dịch phòng bệnh bị suy giảm. Hiện Tổ chức Y tế Thế giới vẫn đánh giá dịch COVID-19 là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng quốc tế. Dịch vẫn có nguy cơ bùng phát, vì vậy người dân cần tuân thủ các biện pháp phòng dịch, thực hiện thông điệp 2K, khẩu trang và khử khuẩn. Khi có dấu hiệu nghi ngờ, cần đến cơ sở y tế khám, xét nghiệm để được chẩn đoán kịp thời.